Xin chào tất cả các bạn. Tiếp tục series hướng dẫn về những câu intro dành cho 100 bài hát thì ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một câu trong tông mi thứ. Với những câu như thế này thì chúng ta chơi tự do, không cần nhịp phách. Chúng ta chơi tự do, chúng ta không bị áp lực là phải nhịp ra sao, phách như thế nào. Chúng ta chơi hết một câu như thế, chúng ta vào một bài hát bất kỳ, ở điệu nào cũng được. Thì trong các clip trước tôi hướng dẫn các bạn rất là nhiều clip, cả tông la thứ lẫn tông mi thứ. Bạn nào chưa xem có thể tìm để xem lại. Trong tông la thứ tôi đã làm 5 clip với 5 câu khác nhau. Tông mi thứ thì tôi đã làm 2 clip rồi, đây là clip thứ 3. Ok, chúng ta đi thẳng vào cái câu intro ngày hôm nay. Với câu intro này tôi sẽ chia ra làm 4 câu nhỏ. Câu thứ nhất sẽ như sau. Thì ở đây tôi vẫn phải nhắc để cho các bạn nào mới đến với kênh, các bạn có thể hiểu được. Thì tôi có cái định vị nốt bằng hai dãy số, dãy trên là chỉ số ngăn và dãy dưới là chỉ số dây, ngăn bao nhiêu, dây bao nhiêu. Ví dụ các bạn nhìn cái cột thứ nhất, dãy trên là số 2, dãy dưới là số 5, tức là ngăn 2 dây 5. Tiếp tục, ta có số 2, dưới là 4, tức là ngăn 2 dây 4. Các bạn cứ như thế các bạn chơi các bạn nhé. Thì các bạn phải vừa nhìn vào cái dãy số định vị nốt, vừa nhìn vào tay tôi chơi xem tôi chơi như thế nào. Đó. Chúng ta có này, các bạn bấm tay đây nhé. Câu đầu tiên này, các bạn bấm hai ngón, ngón bấm ngăn 2 dây 5, ngón bấm ngăn 2 dây 4. Chúng ta cùng bấm hai ngón cùng một lúc, chúng ta có. Đó là 2 2 2 2. Tạm thời đọc như thế để các bạn dễ hiểu, chúng ta không cần biết nó là nốt gì các bạn nhé. Thì ngăn 2 dây 5, 2 cái. Ngăn 2 dây 4, 2 cái. Sau đó các bạn kéo này. Chúng ta chia đó, tôi chia nó ra làm hai đoạn các bạn dễ. Đoạn 1 ta có. Sau đó chúng ta sang cái đoạn 2 đây. Các bạn cứ vừa nhìn tay tôi và vừa xem nó ở ngăn số bao nhiêu là các bạn sẽ chơi được ngăn bao nhiêu của dây bao nhiêu. Tuy nhiên các bạn phải để ý kỹ ngón tay tôi bấm như thế nào các bạn nhé. Lại đây, đoạn 1 này. Đoạn 2 này. Thì đến cái nốt cuối cùng này các bạn nhé, đến nốt cuối cùng này chúng ta đánh đồng thời dây số 1, tức là nốt và nốt bát la dây số 5 cùng một lúc. Sau đó các bạn bấm ngón trỏ này, bấm ngón trỏ chặn ngón trỏ đây 3 dây 1 2 3, ta hại ngăn số 5, 3 dây 1 2 3, ngón áp út chúng ta bấm vào ngăn 7 của dây 4, chúng ta gãi một lượt từ dây 5 gãi xuống, bản chất là bấm la thứ các bạn nhé. Đó, ta có đây. Chúng ta đánh nhanh dần lên. Đó, nhanh lên. Đó, chúng ta cứ chơi chậm, chậm rồi chúng ta nhanh dần sẽ được các bạn nhé. Sau đó chúng ta chuyển sang câu số 2. Câu số 2. Các bạn nhìn ngón tay tôi đây.
khi chúng ta bấm vào cái nút cuối cùng này thì chúng ta gảy xong rồi các bạn nhé, các bạn chuyển tay về âm si trưởng này. Các bạn có thể chặn và các bạn bấm hoặc mở thì một ngón các bạn khi cái nút cuối cùng ấy, cái nút cuối cùng của câu số 2 này là chúng ta đang bấm ngăn 9 của dây 4. Các bạn chặn ngón trỏ vào ngăn 7. Ngón trỏ chặn 2 giây nhé. Các bạn chặn thêm này, ngón trỏ chặn 2 giây tại ngăn số 7 và ngón giữa bấm ngăn 8 dây 3. Chúng ta gạt một lượt từ dây 4 gạt xuống. Các bạn chặn được thì nó sẽ âm nó sai hơn, chúng ta bấm vậy nó tắt ra. Gạt từ dây 4 gạt xuống các bạn nhé. Sau đó ta sang câu số 3. Câu số 3 sẽ như sau. Các bạn, cứ định vị thôi. Cái nốt cuối cùng này thì chúng ta không bấm ngón trỏ như này mà chúng ta chặn hẳn ngón trỏ vào đây, chúng ta gảy dây số 2. Đó, sau đó sau khi gảy dây số 2 xong, các bạn bấm một ngón vào đây, dây 3. Bấm một ngón vào đây, dây 5, các bạn gạt từ dây 6 gạt xuống. Tức là hợp C7 đó. Sau đó ta sang câu cuối cùng. Câu cuối cùng sẽ như sau. Thì các bạn gảy này. Cái nốt cuối cùng tôi ghi là ngăn không của dây 1, tức là nốt mi ấy. Các bạn có thể bấm vào mi thứ, các bạn gạt một lần từ dây 6 gạt xuống. Đó là chúng ta xong cả 4 câu. Sau đây tôi sẽ chơi lại một lần chậm một lượt để các bạn tiện theo dõi và các bạn dễ hiểu hơn. Xin chúc các bạn thành công.